Rồi bữa nay giao máy luôn nha các bạn. Cái này đem vô rửa là chút xíu nữa lên xe luôn các bạn ơi. Giao về Cà Mau nha các bạn. Cà Mau thẳng tiếng luôn. Xe này đêm hôm tính giao nhưng mà giao không kịp các bạn, sáng mới giao. Xe này là bao đẹp luôn các bạn. Tới sơn rất đẹp nha. Cửa là chút xíu nữa lên xe luôn các bạn ơi. Đây là số này các bạn, số chớ nha. Đây là động cơ 60 nha các bạn. Cái này động cơ nhà của người ta nha. Là dạng sớm nha các bạn. Là dạng sớm nha. Rồi các bạn nào có cần thì liên hệ số điện thoại nha. Để đóng liên kẹp luôn. Đây là hộp số sớm nha các bạn. Lắp sớ cài đăng nha các bạn. Rồi, sắp sửa lên xe luôn các bạn ơi. Xe này là bao đỉnh luôn nha các bạn.
lên xe giao luôn nha. Rồi lên xe. Thôi, ê, vừa vừa thôi. Các bạn, hẹn lại video sau nha. Còn các bạn nào có cần thì liên hệ số điện thoại nha.